Mình sinh ra không phải để thay đổi cuộc đời, mà cuộc đời sinh ra để giúp thay đổi chính mình. Từ xưa tới nay, chưa ai có thể thay đổi cuộc đời, kể cả những bậc giác ngộ như Đức Phật hay Đức Chúa. Cuộc đời vẫn mãi là vô thường, khổ, vô ngã, chưa ai thay đổi được cả. Các bậc giác ngộ chỉ khai thị, chỉ ra cho mình cách thay đổi chính mình để sống thuần với nguyên lý tự nhiên của đời sống. Thầy Viên Minh, con cảm ơn thầy.